Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 23 tháng 9 của Ban Việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam phản đối Trung Quốc điều máy bay vận tải Y-20 đến các đá ở Trường Sa. Hà Nội phản bác báo cáo đưa Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do Internet. Thủ tướng ra lệnh cấm tụ tập đông người sau Trung thu. Chính phủ Việt Nam duyệt mua 20 triệu liều Vero Cell theo các điều kiện đặc biệt cho Trung Quốc. Giáo sư Mạc Văn Trang bị dọa giết vì phản biện việc dùng vaccine Trung Quốc. Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc điều vận tải cơ Y-20 đến các đảo Vành Khăn, Subi và Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này và vi phạm luật pháp quốc tế. Đó là trả lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 23 tháng 9 khi được báo giới nêu câu hỏi liên quan đến tình hình Biển Đông. Cụ thể, câu hỏi đặt ra là vào ngày 18 tháng 9, hạm đội Nam Hải của Trung Quốc thông báo đã điều vận tải cơ Y-20 đến các đá Vành Khăn, Subi và Chữ Thập thuộc Trường Sa để chuyển binh lính đồn trú tại những nơi đó về đất liền. Đó là lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận việc cho vận tải cơ Y-20 đến Trường Sa. Câu trả lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tương tự như lâu nay là Việt Nam có đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Đối với báo cáo của tổ chức Freedom House, trụ sở tại Hoa Kỳ, tiếp tục xếp Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do trên không gian mạng Internet, phát ngôn nhân Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho rằng không có giá trị. Tuyên bố đó của bà Lê Thị Thu Hằng cũng được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 23 tháng 9. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời bà Hằng khi được hỏi về vấn đề liên quan rằng đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Freedom House đưa ra những đánh giá thiếu khách quan, định kiến dựa trên những thông tin sai sự thật về Việt Nam. Thực tế, những nỗ lực thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam được các nước, tổ chức quốc tế đánh giá cao tại cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc qua các chu kỳ. Do đó, báo cáo của Freedom House là vô giá trị và tôi thấy không cần thiết phải bình luận thêm. Vào ngày 21 tháng 9, Freedom House công bố báo cáo mang tên The Global Drive to Control Big Tech, tạm dịch nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát các đại công ty công nghệ. Theo thang đánh giá, với số điểm tự do nhất là 100 và hoàn toàn không có tự do là 0. Việt Nam năm nay ở mức 22 điểm, trong đó có 12 điểm về những trở ngại tiếp cận, 6 điểm về giới hạn nội dung và 4 điểm về những vi phạm quyền của người sử dụng. Văn phòng Chính phủ Hà Nội hôm 23 tháng 9 ra công điện về việc chấn chỉnh, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong công điện này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ trích một số địa phương đã lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, gây ra việc phát sinh các ổ dịch mới. Ông Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Bộ Công an tăng cường ngăn chặn việc tụ tập đông người và xử lý những người vi phạm. Công điện này được ban hành chỉ 2 ngày sau đêm Trung thu, khi người dân ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Hà Nội, đổ ra đường trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát. Việc người dân ở các thành phố lớn đổ ra đường vào đêm Trung thu cũng đã gây ra tranh luận trên mạng xã hội. Có luồng ý kiến cho rằng việc tụ tập đông người sẽ gây ra nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Nhưng cũng có ý kiến phản biện rằng sau thời kỳ phong tỏa, người dân cần phải được ra ngoài để giải tỏa. Ngày 21 tháng 9, Chính phủ Việt Nam đã có nghị quyết cho phép áp dụng hình thức chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua 20 triệu liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm Trung Quốc. Đáng chú ý là các điều kiện áp dụng cho việc mua 20 triệu liều vaccine này bao gồm chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine, chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng, chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Cũng theo nghị quyết, việc ký kết, hiệu lực, giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết. Cho đến lúc này, Việt Nam đã chính thức nhập về 5.700.000 liều vaccine Vero Cell, bao gồm 5 triệu liều do Thành phố Hồ Chí Minh mua về riêng và 700.000 liều là do Bắc Kinh viện trợ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng hứa sẽ viện trợ cho Việt Nam thêm 5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 nữa. Giáo sư Mạc Văn Trang hôm 23 tháng 9 cho biết ông bị người lạ gọi điện thoại đe dọa sau khi viết bài phản biện việc nhận và sử dụng vaccine sản xuất bởi Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của AFA, giáo sư Trang cho biết: Thì có buổi tối có một cái người lạ mặt, cái cậu lạ mặt thì đấy nó gọi điện nó nói là coi từng cái tính mạng, đừng có mà làm mồm. Bây giờ dân đang chết, có vaccine tiêm là tốt lắm rồi, cần ngăn cản những việc đó là tội ác, liệu cái thần hồn lại sai thế. Theo giáo sư Mạc Văn Trang, cuộc điện thoại nặc danh này diễn ra sau khi ông viết nhiều bài phản biện trên Facebook cá nhân về việc sử dụng vaccine Trung Quốc, trong đó có bức thư ông gửi lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyên không nhận 500.000 liều vaccine Sinopharm do tập đoàn Vạn Thịnh Phát tặng. Ông cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên bị người lạ gọi điện đe dọa. Trước đây, vì lên tiếng về các sự kiện nhạy cảm như vụ Đồng Tâm thì ông cũng đã bị đe dọa tính mạng. Lý giải về việc có người muốn hăm dọa bản thân, giáo sư Mạc Văn Trang nói: Thực ra trong cái xã hội hiện nay thì cũng có nhiều người họ bị nhồi sọ nó lâu rồi. Là cái gì mà trái với cái chủ trương đường lối của Đảng là họ coi là thù địch. Là một cái xã hội như thế thì hết sức là nguy hiểm. Nhưng vẫn lúc nào cũng là đấu tranh có người ta và địch, bên ta và bên địch. Rồi lúc nào cũng nói đến kẻ thù, thế lực thù địch. Thế từ ông Tổng Bí Thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước cho đến toàn hệ thống. Thế thì nó hình thành nên một cái tâm lý rất là nguy hiểm của những cái người mà nó cuồng Đảng còn mình đấy. Vì khi nó thấy những ai mà nói phê phán như thế thì là nó coi như là thế lực thù địch. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đã cho Tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.